Hello, em lại xin chào toàn thể các bác yêu thích làm vườn, làm cây cảnh, làm bonsai. Hôm nay cơ sở nhà em sẽ lên một cái kéo tỉa cành nhé. Video ngắn ngày hôm nay em sẽ giới thiệu về mẫu tỉa cành như trên tay em đang cầm. Trước khi đi vào phần giới thiệu chi tiết, em xin nói luôn cách thức giao dịch bên em. Bên em nhận ship hàng COD, ship hàng toàn quốc. Các bác nhận hàng bên em được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Nếu mà không đúng mẫu như em quảng cáo, các bác có thể hoàn trả về cho em mà các bác không phải chịu bất cứ một đồng tiền ship nào cả. Sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái mẫu kéo như trên tay em đang cầm nhé. Khi bác nhận hàng nó sẽ được đóng trong một cái bao bì như này. Nó sẽ được đóng trong một cái bao bì như thế này nha các bác nhé. Các bác nhìn rõ bao bì giúp em rất là xịn sò ạ. Đây em sẽ bỏ ra giới thiệu cho bác. Đây là mẫu kéo tỉa nha các bác nhé. Đây là mẫu kéo tỉa SK5 hàng loại 1 của Nhật nha các bác nhé. Các bác nhìn nhá. Mẫu kéo này nó thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng mà nó sẽ giúp các bác mà tỉa những cái cành sâu bên trong của những cái cây bonsai để cực kỳ là dễ nhá. Nó cực kỳ là sắc ngọt nhá. Em sẽ giới thiệu qua về chi tiết của mẫu kéo này. Cái kéo này sẽ được làm bằng thép đúc nguyên khối SK5 nhé. Bằng thép đúc nguyên khối từ cả phần tay cầm nhé. Rất là dày dặn, thép đúc nguyên khối hàng loại 1 SK5 là hàng loại 1 cực kỳ là dày dặn luôn ạ. Phần tay cầm này nó sẽ bọc thêm cho các bác một lớp cao su màu đỏ nhé. Giúp các bác cầm lắm thì được êm tay, nó không bị đau tay này. Và nếu mà tay các bác làm vườn lâu nó có bị ra mồ hôi thì nó sẽ không làm trơn trượt tay của các bác nhé. Đây là phần lớp cao su đỏ, các bác nhìn kỹ phần thiết kế tay cầm. Cầm cực kỳ là vừa vặn nhé, cầm cực kỳ là vừa tay, nó không quá to và lại xem tay cầm nó không quá nhỏ nhé các bác nhé. Cầm nắm rất chi là ok luôn, rất chi là vừa vặn luôn nhá. Đây là phần ốc chốt đóng mở của kéo nhá. Đây là phần chốt này các bác, chốt vào đây là phần đóng kéo nhá, mở ra. Đây là lò xo dài này, lò xo dài để trợ lực tay của các bác nhá. Đây là hai con ốc chốt để từ liên kết từ cái lưỡi kéo về phần tay cầm nhá. Đây hai bên nó sẽ là hai ốc chốt đây. Còn đây là ốc chốt to liên kết giữa hai cái lưỡi kéo lại với nhau. Bác nào muốn kéo của mình nó được trơn tru hơn thì các bác làm xong các bác có thể tra ít dầu vào cái ốc chốt này, phần ốc chốt này cho em nhé. Còn đây là phần lưỡi này. Các bác đây là phần lưỡi kéo này. Các bác nhìn cực nó giật rất là dài và nhọn phải không? Cái lưỡi kéo này nó cực kỳ là dài và nhọn. Nhọn rút các bác có thể tỉa sâu những cái cành ở bên trong gốc cây kiểu cây bonsai của mình nhé các bác nhé. Cái lưỡi kéo này thì được làm bằng lưỡi thép đúc nguyên khối SK5 nhé, cực kỳ là dày luôn, cực kỳ là dày và sắc ngọt luôn ạ. Rất là dày phải không ạ? Đây nó là thép đúc nguyên khối SK5, các bác yên tâm. Dùng kéo nhà em lâu năm thì nó sẽ không bao giờ bị rỉ sét ở cái lưỡi kéo này nhé. Vì đây là hàng loại 1, hàng thép đúc nguyên khối hàng loại 1 nha các bác nhé. Các bác nhìn thấy cái lưỡi kéo không? Rất là dài phải không? Lưỡi kéo cực kỳ là dài và nhọn. Em sẽ đi tỉa những thử cành cho các bác cùng xem nhé. Em đi ví dụ em thử tỉa cành vú sữa này. Các bác nhìn em kéo cắt rất là sắc ngọt luôn phải không ạ? Các bác nhìn em cắt này, rất là sắc ngọt luôn. Đấy, cắt cực kỳ là sắc ngọt luôn. Đấy, cắt cực kỳ là sắc ngọt luôn các bác ạ. Đấy, rất là sắc ngọt. Sắc ngọt luôn. Rất tiện lợi cho bác nào đang muốn tỉa những cành bonsai nhé các bác nhé. Khi bác mà dùng kéo nó có bị bẩn như này thì các bác có thể lấy ít dầu tây các bác lau qua đi cho em nhé. Các bác lấy dầu tây bác lau qua, lau trực tiếp cái lưỡi kéo đi cho em. Lau trực tiếp ở trên cái lưỡi kéo đi cho em để kéo của mình lúc nào cũng được sáng bóng như mới nhé. Còn bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp đến cái số điện thoại em để ở với phần tiêu đề. Hoặc các bác có thể kết bạn Zalo cho em thì em sẽ gọi điện và sẽ cho các bác xem hàng chi tiết nhé. Bây giờ em xin kết thúc kết thúc video của em ngày hôm nay. Hẹn các bác ở những cái video lần sau nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.